Em tên là Ngô Hoàng Long, em năm nay 28 tuổi, quê quán tại Hà Nội. Hiện tại thì em đang ở Sài Gòn được 4 năm rồi. Công việc của em hiện tại thì đang là quản lý một trung tâm Anh ngữ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em chào tên là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang có hai cửa hàng thời trang tại tỉnh Bình Phước. Và em đang làm việc và kinh doanh tại đó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em á thì tính của em thì cũng rất là dễ gần. Tại vì công việc của em kinh doanh á chị. Nên nhiều khi á mình cũng phải nhẹ nhàng với khách hàng. Ủa mà sao vậy mà em vẫn chưa có bạn trai? Trong cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị ạ. Có những lúc á mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi. Mình cứ lao và mình yêu thôi. Nhưng mà thật sự nó không đúng. Tự làm tổn thương bản thân mình. Rồi cũng có những lúc á mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi. Nhưng mà lại cũng không phải như thế. Người ta lại là người đến rồi cho mình một tia sáng, một tia hy vọng. Rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi. Ai mà ác dữ vậy? Trời ơi, cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó... Ai mà đem hy vọng tới người ta thì dập tắt hy vọng của người ta. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình chính thức thôi. Còn không chính thức thì nhiều lắm hả? Dạ, không có. Thì em chỉ có cũng là chỉ là làm quen tìm hiểu thôi chứ không có dẫn đến tình yêu. Thôi bỏ qua cái chuyện bỏ cũ cái chuyện đi, cũ giờ đi. Bây giờ tìm trường mới nha. Bây giờ bạn gái nè, muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một bạn nam, ví dụ như là làm công việc kinh doanh, còn nếu không kinh doanh thì công việc tương đối ổn định. Cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút, đừng có mỏng manh quá. Đậm đà là sao em? Trời đây quá đậm luôn. Đậm là da màu đậm á hả? À không phải chị, tức là nhìn cứng cỏi chút quá chị. Chắc chắn dạ đúng rồi. Đây hơi rồi. Bị ngon à. Lát chị qua chị kiểm tra cho. Rồi sao nữa? Có cao lớn à? Tầm 1m68 trở lên là được rồi. 1m7 thì càng tốt. Đủ luôn. Đủ không em? Dễ ẹt. Còn gì nữa không? Gì khó hơn đi. Cái gì nữa không? Có yêu cầu khó hơn đó. Dạ. Tính tình thì phải trầm tĩnh một chút xíu. Bên đây lúc trầm lúc không trầm. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ rồi đó. Có cái điều gì bạn tối kỵ bạn không thích ở người đàn ông không? Tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị. Nên nhiều khi á về cái rô thời trang của em nó cũng phải đa dạng. Và em cũng bán hàng online nữa. Nên rất là nhiều mẫu mã. Ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi. Nên... chụp để đăng lên trên Facebook dạ, để bán á phải không? Dạ đúng rồi. Nên về rô ăn mặc á thì em cũng mong muốn á, nếu mà bạn trai của em thì cũng phải hợp rơ với em vấn đề đó. Tháng một chút. Dạ, nhưng mà em sẽ biết cách điều chỉnh. Ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó. Rồi dạ. bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa. Để coi con có biết ăn mặc nói không lớn không? Trời ơi. Ồ, được. Được. Chuyện nhỏ. Style dữ nha, cặp này xứng đôi nè. Nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm. Mình ăn mặc đẹp thì được, nhưng mà bạn gái mình mà diễn quá thì lại thấy khó chịu. Dạ, quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt. Nhưng mà cổ hơi hở hở một chút được không? Em thấy cũng không sao đâu chị. Dạ, mà để nó nghe nè. Nãy giờ có nói xạo với anh Linh không cái vậy? Chứ sao mà vậy mà không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình? Dạ vâng, thì tại vì tính em hơi trẻ con. Nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá. Nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi. Dạ, em muốn tìm người sao mà em nói khó? Dạ, thì trong tình yêu thì mình phải... cùng sở thích với hợp tính cách. Ví dụ như là em rất là thích đi xem phim mà em rất là thích ăn uống, nên là nếu mà như mà hợp về cái đấy thì là tốt nhá. Chứ không có chuyện nó dễ tưởng yêu cầu gì không, thích xem phim với ăn tại uống vì, tại vì nhiều khi có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn. Trời ơi, dài cũng bóng nữa. Áo cũng bóng nữa. Trời, người ta ngon thì ý tôi nó ngon mà. Này, có tật xấu gì không? Tật xấu thì em, tật xấu em là hơi lười. Lười gì? Với cả lười như ví dụ dọn nhà. Dạ, còn hay quên nữa. Nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì chắc khoảng 1-2 năm nữa. À, nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa. Tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi. Dạ. Ha, rồi để tôi gả cho. Trời ơi. Hôm qua coi đàn gái còn sao chứ? Trời ơi, xứng đôi vừa lứa là được rồi. Chứ giờ anh muốn nha. Sao anh qua anh coi. Chúng ta đàn gái còn sao? Khi dễ nhà gái đâu được. Cú thà. Trời ơi. Trời ơi. Dễ thương. Đi chào anh. Trời ơi, giống mặt xinh xinh giống Phạm Băng Băng quá nha. Dễ thương quá. Bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không? Trong nhà em thì em có một anh trai và hai anh rể.
và em hình tượng ba mẫu người đàn ông trong gia đình của em. Rồi tới ba người gặp dạ, ai với rể đâu liên quan gì đâu trời. Ba. Tại vì không phải ba nữa. Dạ, tại vì các anh trong nhà em á, ai cũng là sói ca đó, rất là thương vợ con, ngoài công việc ra thì rất là chăm bẩm cho gia đình. Ừ. Ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không? Dạ có anh em. Rồi để chút coi thử coi sói ca thì giống sói ca trên đây không nha. Bên đây không sói ca là cái ca cũng được. Giờ gặp sói ca em trước nha. Dạ. Ồ, sói ca. Anh ruột hả em? Dạ, anh rể của em. À, anh rể. Dạ. Kế bên là chị ruột á hả? Dạ không, kế bên là hai bạn thân của em. Rồi, chào anh. Anh thấy em trai bệnh như thế nào? Dạ, được ạ. Muốn làm anh em cục chèo á. Dạ, nhìn men với nhìn cũng đẹp trai, rồi nhìn nói chung nhìn cũng hợp á. Rồi, hai bạn kế bên này. Thì ý kiến của mình là chỉ có một cái thắc mắc là về khoảng cách của Giang với lại anh á. Có vẻ hơi xa thì không biết là anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò. Anh cũng hơi bất ngờ tại vì mình cũng hơi khoảng cách hơi xa nhau. Nên là nếu mà được thì quen nhau thì tốt nhất là một tháng mình gặp nhau một lần thì cũng ok. Tại vì cái công việc của anh thì đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối. Nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều. Tại vì một tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được một ngày là nhiều thôi. Cái việc mà mình quen nhau như vậy mà một tháng mình chỉ gặp nhau khoảng 1-2 ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều. Nên là tại vì bây giờ nghĩ cái vấn đề công nghệ nó phát triển rồi mà em. Nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà. Được không? Sang hay sao? Dạ, tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp anh hỗ trợ được. Tại vì một tháng em có thể em lên lấy hàng 4 lần. Ồ. Tôi sẽ đứng về phía này. Bạn nào có đi ai không? Dạ, em đi với mẹ em và chị họ em. Ồ, có mẹ nữa hả? Có chị họ nữa. Rồi, cho gặp mẹ. Dạ. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ cô? Theo sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thấy cô ấy rất là dễ thương. Còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì đấy là tùy đó ạ. Dạ, tùy hai đứa ha. Em có thể chào hỏi bác vài câu. Dạ, lời đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình. Đó là nhận xét của cô thì cô đã khen con dễ thương. Rất là cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi, chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi. Trò chuyện thật nhanh, cố gắng thuyết phục. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em. Hy vọng là khi mà nhìn thấy con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Sau cái cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ, anh có cảm nhận gì về em không? Anh cảm nhận thì anh thấy em đúng là rất là dễ thương và em rất là giỏi. Dạ, cảm ơn anh. Tại vì với 24 tuổi mà em có 2 cái cửa hàng như vậy là rất là giỏi rồi. Anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu mà em nói là một tháng mình lên được, em lên Sài Gòn được 4 ngày á, thì không biết là những cái ngày đấy thì mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á, còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? Dạ, về thời gian thì buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết. Tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn, khoảng 7-8 giờ rồi nó mới xong. Nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi. Nhưng mà em với em chỉ cần mình có gặp là được. Anh hỏi em về một chút về sở thích, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không? Những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn giản thôi. Em chỉ thích những quán ngoài đường thôi. Dạ, nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình đó. Mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào. Khi gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là dễ gần gũi với nhau. Anh thì trước khi mà anh gặp em thì anh cũng hơi hơi băn khoăn. Tại vì anh thì cũng có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu mà lại gặp đúng em là người thích thời trang. Và nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng cảm thấy rất là hợp. Với em thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng. Rồi, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không. Rồi, đây, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Trò chuyện ít phút cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha. Và bây giờ giống như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ, bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu. Không bấm
không vấn đề gì cả. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, mời hai em. Là sao nhỉ? Tại sao em không bấm? Cái chuyện yêu xa thì với em thì nó cũng tác động rất là nhiều. Tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó. Em với em thì vậy thôi. Chứ còn nếu em xin lỗi em, tại vì em rất là dễ thương. Nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là... Cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây một tháng 4 lần được mà. Dạ không, tại vì cái khoảng cách thì một tháng 4 lần gặp nhau thì cũng, em nói thật là cũng hơi ít. À. Nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà. Thay vì lúc đó anh đừng nói vậy. Sorry em nhiều. Tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ ra qua một cơ hội rất lớn. Bạn gái rất là dễ thương, giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn. Nhưng sao đó là quyền quyết định các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó thích hợp hơn. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Không, cứ giữ làm kỷ niệm, kỷ niệm thôi, có sao đâu. Không làm, không sao cả. Có sao đâu. Cứ giữ làm kỷ niệm. Nó là một kỷ niệm cũng rất đẹp đấy. Chúc hai bạn là sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Biết đâu đó chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Tôi chắc chắn rằng nha, sau chương trình này phát sóng, bạn gái sẽ nhận được cả ngàn lời cầu hôn của chương trình. Từ đó trở lên, bạn trai cũng vậy. Ha, cố gắng là cuộc sống. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn các bạn. Tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên. Nói chuyện vô duyên, gái đâu có heo đâu. Gái để vợ đỡ ghen, đỡ mệt, đỡ già. Trong cuộc sống luôn luôn có những bất ngờ như vậy. Nó cũng là một điều thú vị đấy chứ. Cũng đúng. Không sao cả quý vị. Có thể họ sẽ tìm được tình yêu đích thực một ngày gần nhất. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Nga, em 28 tuổi. Em công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Gia đình em ở Bình Phước nhưng mà em làm việc tại Đồng Nai ạ. Rồi, em làm cái gì ở trong tòa án? Dạ, em làm thư ký ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên Huỳnh Thanh Tân, năm nay băm được 2 nhát rồi. Em làm ở công ty bảo việt Đồng Nai. Cũng hài hước quá ha. Rồi, tại sao mình tìm đến đây hả bạn trai? Ế quá anh rồi. Ế? Nếu mà về ế của em á thì nó có cái truyền thuyết về cái ế rồi. Ế của truyền thuyết. Truyền thuyết hồi xưa mẫu giáo nè, cấp 1 nè, cấp 2 lên cấp 3 luôn. Xung quanh ông bớ nó buông nhiều lắm. Em mình em nam mà xung quanh nữ không à. Chắc nó hút hết mật rồi, cái giờ lên mấy con khác nó thấy hết mật nó không hút nữa. Đây em có thích người bạn trai mà hài hước rồi vui dí dỏm vui nhộn như vậy không? Dạ có ạ. Tại vì em thấy là trong cuộc sống á, ai cũng có nhiều lo âu, nhiều mệt mỏi quá rồi. Thế nhưng mà một người bạn trai mà lúc nào cũng gặp em cũng than anh buồn quá, anh mệt quá, anh chán quá thì em cũng thấy chịu không nổi. Vậy là hợp gu rồi đó phải không? Dạ. Thế em cũng rất ok, là lý do tại sao mình phải nhờ đến chương trình. Dạ chắc cũng một phần do công việc nữa chị. Tôi làm việc của em thì hầu hết là mọi người có gia đình rồi. Một vài bạn nam thì chưa có gia đình nhưng nhỏ hơn em thì không có làm ăn được gì á. Thế điểm mạnh của em là gì? Em có 3 điểm mạnh chính. Nhất là em không có nhiều chuyện. Ưu điểm thứ hai của em là em thích nấu ăn và thích những bữa cơm gia đình. Ưu điểm thứ ba của em là em có lối sống khoa học, em chăm sóc sức khỏe và ăn ngủ hợp lý. Em thường đặt ra mục tiêu của mình trong mỗi giai đoạn cuộc sống để mà mình đạt được. Hiện giờ cái mục giai đoạn này là như thế nào? Giai đoạn này mục tiêu là lấy chồng. Mục tiêu là được á. Mình đặt cái chuẩn người đàn ông mình tìm là người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình thì khoảng cao khoảng 1m65, ngoại hình dễ nhìn. Cao hơn em, đen hơn em và xấu hơn em là được chị. Gì kỳ vậy? Muốn trong mắt bạn ấy em lúc nào cũng đẹp. Rồi cái gu cô này cũng lạ lắm nè. Bên đây xấu quắc à? Trời ơi, xấu quắc luôn vậy hả? Hỏi anh thích lấy vợ đẹp không? Vợ đẹp em không thích chị. Chứ không phải lấy vợ xấu hơn mình để thấy mình đẹp sao? Không có đâu chị, em không thích cái hình nền như vậy. Em thích cái hình nền hai cái đi chung với nhau. Mình có tật xấu gì không bạn? Cái tật xấu nó cũng gọi là cái ưu điểm của em luôn á chị. Tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên.
Bây giờ nó chưa lộ, khi mà mình sau này mình có vợ á chị, mình nói chuyện vô duyên, gái đâu theo đâu. Gái để vợ đỡ ghen, đỡ mệt, đỡ già. À, đó cũng được. Còn em có thể là nấu ăn được, người đàn ông có thể của gia đình. Thì em khi đi làm về thì em về nhà phụ giúp vợ được phải không? Dạ, khuyết điểm của em là có thể là bạn bè nó hơi nhiều, công tác xã giao nó sẽ bị nhiều. Thì em cũng phải đi khách hàng, đi tiếp khách. Thì cái đó phải báo trước cho vợ. Dạ, thì chuyện đó bình thường. Qua coi hình nền bển thế nào nha. Đổi cái hình nền liền luôn. Ô trời ơi, anh kia chắc chắn xấu quá. Xấu quá nghe, yên tâm. Anh em hài hước ha. Mày không biết, giống như ảnh có nói là có vô duyên thiệt không thì không biết. Cũng chút chút à. Cũng có chút chút. Được không? Thầy. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em? Dạ có, em đi với chị gái và già hết ghê luôn chị. Rồi giờ chị nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào chị? Tính cách hài hước chị như vậy là rất là hợp với bé Nga. Với nói là con người của gia đình thì bé Nga nó cũng rất cần những người như vậy. Cho nên em thấy cũng rất là hợp. Tính của nó thì hơi thất thường. Lúc giận, lúc hờn nên nhiều khi bạn trai khó chịu. Không sao đâu, mình đẹp mà mình có quyền. Anh kia anh xấu hơn anh phải chịu mình chứ. Đúng không? Em muốn hỏi bạn trai bên này là anh ơi, anh có lãng mạn không ạ? Lãng nhát hả? Đúng rồi. Lãng mạn thì mình thuộc tiếp người không có thiên về lãng mạn nhiều. Tiếp người thực tế. Nếu mà lãng mạn thì lâu lâu phải cố gắng làm một cái, hai cái. À Nga ơi, tớ nghĩ là đương sự này thì mọi thứ cũng tương đối ổn. Có điều là có điều là hơi thiếu một tí lãng mạn. Em nghĩ là nếu mà muốn ổn hơn chút xíu nữa thì anh nên sưu tầm thơ của Hàn Mặc Tử hay Nguyễn Bính gì đó. Mỗi lần mà bạn ấy giận hờn gì anh cứ gào thét ở dưới nhà, em nghĩ là sẽ ổn hơn. Vừa đọc thơ mà vừa kêu bằng đương sự nữa thì ai mà nghe thơ làm còn ác. Nghe ghê quá. Hồi nó phạm nhân nữa mệt lắm. Rồi nhà trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ, dì và chú với lại mấy em. Dạ rồi, chào cô. Tôi là dì của em Tân. Thì dì thấy rằng là về vị trí địa lý thì nói chung là tốt rồi. Tại vì bác Tân thì cũng làm việc ở Đồng Nai, gia đình ở Đồng Nai. Và cháu gái ở đây thì nhà ở Bình Phước nhưng mà làm ở Đồng Nai thì thấy là như vậy là cũng có điều kiện để các cháu mà thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ gia đình ở bên đàn trai. Nghe mà bé gái nói chuyện thì gia đình thấy rằng là cũng hợp với gia đình. Đây là mẹ của em Tân và đây là chú và đây là em và còn hai em ngồi phía dưới nữa thì thấy là đã được rồi. Chào mẹ đi, có bác gái ngồi đó luôn kìa. Dạ chào bác, chào dì. Dạ cô nói một câu gì với cháu đi cô. Theo mẹ thấy thì bé này cũng được, là ăn thua hai đứa thôi. Gia đình hai bên một đã đồng ý hết rồi. Giờ tùy thuộc hai bạn thôi. Kéo màn lên. Kéo màn. Mời hai bạn. Có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Nãy giờ tôi thấy cuốn sách này mà tôi chưa hỏi. Dạ em có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em nhiều. Sách tựa gì vậy? Đương sự nhân nói sự gì, thế gì nghệ, sự, nghệ thuật xử thế anh. Tưởng đâu đương sự nói gì chứ. Hồi nãy em nghe bên kia, lúc nãy em nghe nói thì em cũng không hình dung được về anh. Nhưng mà nói chung là ấn tượng đầu tiên của em với anh thì có ấn tượng tốt. Người con gái mà anh nghĩ là nãy anh nghe nói em làm việc trên bên cái môi trường là tòa án. Anh nghĩ thì cái bên đó là người ta sẽ cứng nhắc. Nhưng mà anh khi mà anh thấy em là nét nữ tính nhiều hơn, là quá mềm. Đổi hình nền này được không em? Dạ, hình nền quá đẹp. Quá đẹp. Nãy anh chưa nói cái khuyết điểm của anh là anh không có thích nhắn tin nhiều. Anh thích mà gặp, tiếp xúc lẫn nhau mà mình nói chuyện là mình dòm qua gương mặt, ánh mắt của nhau. Yêu cầu anh một ngày phải một tin nhắn, hai tin nhắn liên tục vậy đó, thì có thể công việc anh bỏ qua một bên, anh không có thể nào chú trọng đến cái vấn đề tin nhắn. Ủa là cái gì hai người đi làm là cả ngày không liên lạc với nhau gì luôn á hả? Có thể công việc mình cũng không thể nào mình tiếp xúc liên tục qua điện thoại được. Thường phụ nữ người ta thích được chăm sóc, ví dụ như giống như là tôi đi làm mà có bồ mà ngày đó mà không hỏi thăm bắt đầu tôi nghi rồi đó. Nhưng mà tôi ghen, giờ làm gì ở đâu, đi đâu, đi với con nào, tại sao không nhắn tin, tại sao không hỏi thăm. Em nghĩ là cái vấn đề nhắn tin hay gọi điện đó nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Quan trọng là đối phương có đáng lại cho mình dành thời gian ra hay không thôi. Chứ còn một tin nhắn thì cũng chỉ có mất có vài giây thôi à. Thấy chưa, tôi khơi ra trúng rồi, thấy chưa. Đó là cái thói quen đó, giờ anh chỉ thích mà gặp mặt nói chuyện với nhau. Còn cái vấn mình phải thay đổi chút xíu mình có thể tâm. Em sẽ giúp anh cái phần nào đó để thay đổi cái con người của anh. Nói chung là không, theo anh nghĩ nè, nhắn tin hay không là quan trọng là có yêu nhau nhiều hay không. Bây giờ mình chỉ đề ra vấn đề đó thôi. Nhưng nói khi đã yêu rồi đó, trời ơi, tin cứ tới tấp nập luôn,
Không nói cũng nhắn nữa. Bây giờ nè, bạn nữ khiêu vũ rất là đẹp, mời bạn nam nhảy với bạn. Cái máu mà khiêu vũ em cũng vẫn rất thích. Nhưng mà do cái vấn đề là mình đó giờ mình chưa qua trường lớp, mình nhảy thì nó lóng nga lóng ngóng gì thì... Như vậy mới có điều kiện người ta ôm mình, ta dìu mình. Coi như em là vũ nữ đi. Vũ công, vũ công đi. Âm nhạc chuẩn bị. Đứng lên. Trời ơi, mạnh dạn lên nào. Đó hội vậy đâu anh. Kệ nó. Dạ, em thấy trong bộ nhiều bộ phim á, nhiều khi họ không biết khiêu vũ gì đâu, nhưng mà họ chỉ cần đứng dựa vào nhau và lắc qua lắc lại. Trời là ơi, cái gì hoài vậy thôi hả? Giờ tôi cho cơ hội ôm nhau còn không chịu nữa kìa, cái ông này thiệt không biết phải đàn ông không ạ? Bắt đầu. Nhào vô, âm nhạc. Vậy hả em? Trời ơi, ông chơi xì dạ đâu. Ơi, cái này là em thấy chỉ những ấy thì cầm tay thôi ạ. Đã giờ được hai cái rồi. Rồi, bắt đầu rồi, tình cảm hơn nè, tình cảm hơn là mình diễn nè. Nói đi, trong âm nhạc này nói lúc đi vòng vòng đi em. Mình dìu bạn trai đi vòng vòng đi em. Nhảy mà mặt như chó già trời. Cười vui lên chứ. Rồi, rumba luôn. Anh bó tài. Té, té. Té luôn, té luôn. Đâu anh ơi. Trời ơi, không có được anh ơi. Mà nhanh quá, hoài vậy ngồi xuống đi. Nhảy đầm trước cô gái đẹp mà mặt nhanh nhanh. Sợ đạp chân. Rồi bạn nam đi, nói một câu rồi. Gì đó cảm xúc của mình, tỏ tình với bạn nữ đi. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Nói cho nghiêm túc cho ông ơi. Ông hài hước riết ông quen rồi. Sâu lắng tình cảm vô. Anh muốn làm bạn nhảy cả đời cho em. Thôi hết thời gian. Hy vọng anh sẽ nhắn tin cho em nhiều nhiều một chút. Được cái câu mà anh muốn làm bạn nhảy với em suốt cuộc đời được đó. Suy nghĩ nha, rồi quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Thế bây giờ giỡn sợ bạn gái không bấm nút. Nhưng lý do em bấm hơi chậm đúng không? Em là cái người lãng mạn, mà anh ấy nói là anh ấy không có lãng mạn, thì em sợ rằng như thế thì sẽ có sự không hòa hợp được trong quá trình tìm hiểu. Đây là một chàng trai tốt đấy, nếu mà lãng mạn quá thì người ta đã lãng mạn với nhiều người lắm rồi. Hai người nắm tay nhau cái đi. Nắm đi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi cho bạn những chiếc vé xem phim. Và tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi nắm tay đưa bạn ấy đi đi. Chàng trai chúng ta sẽ xuất hiện trước. Xin mời. Mời anh ngồi. Dạ, anh tên là gì? Tên là Kiệt. Kiệt hả? Dạ Kiệt. Bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. 39 tuổi. Mời bạn nữ ra xem sao. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ chào chào chị, mời chị ngồi. Ủa sao mọi bữa em kêu bằng em, hôm nay kêu bằng chị là sao? Tôi thích. Sao mọi bữa anh kêu người ta bằng em, nay anh kêu bằng anh. Vậy cho nó sướng. Chào chị, dạ năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ em 39 tuổi ạ. Rồi hợp bên đây luôn. Chị tên gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Thơm ạ. Vậy chị Thơm hiện giờ đang làm công tác ở đâu? À, em nghề nghiệp chính là kỹ sư xây dựng ạ. Nữ làm kỹ sư xây dựng là coi như bản lĩnh lắm. Em làm nghề này cũng 15 năm rồi. Ờ, kỹ sư xây dựng là khô khan lắm mà sao hôm nay em thấy chị ướt át quá vậy, thước tha quá vậy? Dạ. Hiện giờ chị đang ở với ai? Dạ em sống với mẹ với mấy anh chị em trong nhà. Dạ, bữa nay mẹ đó. Em cũng có đi cổ vũ nữa. Ờ vậy hả, có mẹ chị hả? Dạ. Anh làm nghề gì? Em đang làm công ty bất động sản. Vị trí của em là trưởng phòng kinh doanh. Trưởng phòng kinh doanh là xung quanh mình rất là nhiều người bạn. Không lẽ không tìm ra được người mà yêu sao phải đến đây? Em cũng đã từng trải qua rất là nhiều. Khoảng bao nhiêu mối tình? Đậm nhất là chỉ có 2 mối tình thôi. Còn nếu mà lật lạc là... lật lạc thì em không nhớ nữa. Nhiều quá đúng không? Tại sao mà nhiều mối tình như vậy mà chưa tìm được người yêu của mình? Tính tình của anh sao? Anh mong muốn gì của người bạn đời của mình? Em muốn cái người bạn gái của em phải tương đồng với em. Thứ nhất về học vấn. Cái thứ hai có chí cầu tiến. Cái thứ ba biết làm mới mình. Phải biết có một cái chút kiến thức về cái fashion của mình chút xíu.
thì cho tới bây giờ em 39 tuổi rồi nhưng mà em vẫn chưa tìm được cái người đó. Anh nói tôi không tin, chưa tìm được người yêu, nhiều lý do là sao đeo nhẫn kìa. Tới đây đi kiếm người yêu đeo nhẫn vậy tôi không tin. Thôi nghĩ đi, giờ đi kéo màn đi. Anh lên đeo nhẫn là đeo nhẫn có vợ rồi hả? Đúng rồi. Bây giờ tại sao anh tới đây kiếm người yêu mà đeo nhẫn đây nè? Đeo nhẫn vậy là không được đúng không? Cái nhẫn này á là một người bạn tặng em. Người bạn tặng anh? Dạ đúng rồi. Người bạn hay là người vợ? Không có người vợ đâu anh. Mà nếu như bây giờ tôi làm mai, nếu được rủ vợ anh tới đây thì sao? Chắc chắn không? Em dám bảo đảm với anh, nếu như mà em có gia đình thì chắc chắn là em không bao giờ em tham gia chương trình này hết. Mà sao mà 39 tuổi mà nãy giờ nói chuyện mà tôi nghe tôi mệt ghê như ông già 70 vậy trời. Tính ta vậy nhưng mặt đẻ măng à. Phải không? Mặt nhìn tưởng đâu 16, 17 trời ơi, chị ơi, 15 năm trong nghề vậy hiện nay chị làm cái chức vụ gì ở trong nghề? Dạ, em cũng trưởng phòng kỹ thuật ạ. Trưởng phòng kỹ thuật luôn? Dạ. Rồi một bên trưởng phòng kinh doanh, một bên trưởng phòng kỹ thuật. Thế à, ngoài ra còn làm gì nữa không? Em cũng đang làm chủ tịch công đoàn. Chủ tịch công đoàn? Hoạt động quá mạnh, quá nhiều đối tượng mà tại sao đến bây giờ chưa tìm được một cái người chồng cho mình? Chắc cũng là chưa có gặp người phù hợp với mình đó chị. Nhưng mà chị về kinh tế là em nghĩ là đã tương đối ổn định. Bây giờ cái chính là mình cần tìm một cái người đàn ông chia sẻ yêu thương mình đúng không? Dạ. Anh ở đây anh kiếm người yêu hay kiếm vợ? Kiếm người yêu trước. Mình tìm hiểu trước. Nếu mà yêu nhau thật sự thì anh cưới gấp không hay là phải chờ đợi nữa? Phải tìm hiểu ít nhất là 1 năm. Một năm nữa? Để cho mình đóng băng như bất động sản luôn. Bất động sản là cái việc kinh doanh, còn cái tình cảm là cái bản năng của con người thôi. Nghe anh nói chuyện mà nãy giờ nhìn xuống dưới là thấy mấy khán giả tôi ngáp hết mấy người rồi. Giờ nghĩ anh giải cho một tràng vỗ tay cho nó tươi tỉnh lên đi. Em xong cứ hấp tấp quá. Bên đây nó nghe người ta nói chuyện bình tĩnh, có sự chững chạc, ta nói từ từ, thậm chí ngồi uống nước trà, uống chừng một bình trà nói câu cũng được. Quan trọng là cái tấm lòng, cái tâm hồn, dạ, cái đúng rồi. Trí tuệ thôi đúng không? Bây giờ là đổi chuyện đổi đi, bây giờ không hỏi ai người đây nữa, mình hỏi người dưới đi. Hình như anh biết là có mẹ cô gái đúng không? Thế xem mẹ cô cảm nghĩ thế nào về một người có thể sắp sửa là bạn của con gái mình. Đó bà. À, chào cô ạ. À. Cô thấy anh này như thế nào? Dạ, thấy cũng chứng chạc mà cũng no làm ăn, cũng có trình độ. Mình cảm nhận được rằng là đây có thể là con rể tương lai của mình được không? Thì anh thua là hai cháu ạ. Hồi xưa bác hẹn hò có giống vậy không? À, đối với bác thì cuộc tình của bác nó khác. Cuộc tình bác sao? Bác trai thì lớn tuổi nhiều lắm, còn bác gái thì lại trẻ. Chứ không có hẹn hò giống như vậy hả bác hả? Không, không có hẹn hò mà tìm hiểu. Coi như là cùng đồng nghiệp. Bác sĩ Thú Y gặp kỹ thuật chăn nuôi ở trại chăn nuôi, thế là hai bên thích nhau là lấy ạ. Bác tại sao con gái bác lớn tuổi vậy mà cũng chưa lấy chồng, hay là bác có yêu cầu gì, bác có khó quá không? Do con nơi chứ còn bác không có khó. Đó, như vậy nãy giờ nghe mẹ của chị nói thì là mẹ chị rất là dễ. Vậy là em nghĩ chị kén quá rồi. Bây giờ cái yêu cầu bắt buộc của chị đối với bạn trai, cái người chồng của mình là cái gì? Cao 1m7 thì cũng tốt nghiệp đại học rồi, dạng là người ở thành phố. Thường thì ở lứa tuổi của chị á, là đa số người ta đã có gia đình. Yeah. Vậy thì nếu như mà cái người chồng tương lai của chị là đã một lần gãy đổ thì chị có đồng ý không? Không, tại vì em có ghi trong sở yếu là dạng là người chưa lập gia đình bao giờ hết. Tức là yêu cầu chàng trai của chị là chưa bao giờ lập gia đình đúng không? Chưa bao giờ lập gia đình. Có phải yêu cầu trai tân không? Bên đây nếu cô gái đó mà thấy yêu rồi, thấy hiểu rồi, nhưng người ta đã có một đời chồng rồi thì anh có chịu không? Chắc chắn là em không chịu. Chắc chắn không chịu. Chứ anh muốn sao? Ở trong cái lá đơn mà em đăng ký á, em có yêu cầu là cái người đó là muốn có độc thân. Tôi hỏi vậy thôi. Thôi bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Thôi đi em gặp trước cho tự nhiên cho hai người gặp nhau. Em phải gặp. Chào chị. Dạ chào anh. Đây là lần đầu tiên em làm cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà em phải kêu đối tác bằng chị và bằng anh, nên trong lòng nó cũng có nhiều cái cảm giác rất là bồi hồi khó tả. Và em nói chuyện với anh chị này xong em biết là em không có khả năng để lấy chồng nữa, tại vì thấy anh mấy chị là cứ thích người là chưa lập gia đình, nhưng mà em thì đã gãy đổ và có con, chắc là em ế luôn cho tới già. Em rất là buồn, nãy giờ em buồn so thôi. Tùy tại ảnh thôi chứ còn nhiều người cũng gãy đổ cũng chịu, nhưng quan trọng là đẹp như giống em là được. Thoáng rồi, chút xíu đi. Bây giờ anh gặp người ta, người ta có con có chồng rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại người ta vẫn là độc thân, người ta yêu thương anh, người ta chăm sóc lo lắng cho anh cũng không chịu luôn. Cái đó thì mỗi người thì mỗi suy nghĩ khác nhau. Chứ tao quyết định vậy rồi, đừng có hỏi nữa, tao quyết định là phải chưa có gia đình mà. Anh đúng không? Đúng anh. Đúng anh, tao quyết định vậy rồi. Đúng rồi anh. Đâu có gì đâu mà hỏi, tôi qua tôi coi luôn vậy rồi. Chào chị, kỹ sư xây dựng, chủ tịch công đoàn, trưởng phòng kỹ thuật, quá trời dữ luôn. Dạ. Cái này không lấy uổng lắm á, tôi thiệt á. Em thấy là xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi đó. Bây giờ màn kéo lên để cho đôi trẻ được gặp nhau.
Rồi. Dạ, mời chị. Xin mời anh chị. Anh chị có 2 phút để trò chuyện với nhau. Dạ, chào anh. Tích kiệt hơn. Hay kinh doanh nào? Không, rồi. Cách kinh doanh có khác nữa nhờ. Chưa bao giờ hỏi mua đất nha. Ta nói, ta tập trung có 2 phút nói đây nè. Dạ. Thấy tao mà mặc váy dài và quần đâu kéo dớ nữa trời. Chị đi gặp bạn gái gì thế rồi kéo dài xuống. Không, cái style nó vậy á anh. Style vậy đó hả? Dạ. Cái lòi dớ nó mới được hả? Ở quê anh ở đâu à? Quê anh thì gốc ngoài Hà Nội luôn. Mẹ em có người gốc Hà Nội. Có nhà thành phố chưa? Dạ em có mấy căn rồi chứ. Giờ mới lo sản quá. Ta mua bán mà hỏi ta có nhà không? Mấy căn đó là của công ty của anh. Dạ của em chứ. À được, vậy được. Tại vì em làm bên xây dựng thì chắc cũng gần với nghề của anh nè. Dạ. Em cũng có học về bất động sản rồi nữa. Đồng mua đất vợ xây. Cặp này mà không chọn nhau nữa là thôi luôn á chứ còn gì nữa trời. Cô chừng quay qua ảnh còn em á. Thôi chơi cho vui thôi. Chúng ta còn 30 giây nữa anh. Dạ hiện nay là anh đang sống ở quận mấy à? Ôi giờ anh sống ở quận 10. Dạ quận 10. Em thì quận 9. À, quận dạ. 9 thì lúc trước anh có một người bạn ở Đỗ Xuân Hộp á. Trời ơi bạn của đây chi ta hỏi tự nhiên cái nhà em cũng gần Đỗ Xuân Hộp à. Ờ vậy hả? Anh cũng đang sống với gia đình luôn á. Ờ anh ở riêng rồi. Cái dạ, đây cô bạn. Hết giờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Đồng ý thì chúng ta sẽ nhấn nút để hẹn hò. Không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Và cho dù có đồng ý không đồng ý thì các anh chị vẫn được quay vòng quay may mắn để nhận những sản phẩm từ Toshiba. Chuẩn bị. 1 2 Từ từ. Ta lớn tuổi đi từ từ. Em làm như 21, 22 vậy đó. 2 rưỡi. À nó khó ế đúng không? 245. Ba. Hết thời gian. Anh suy nghĩ chị có bấm không? Em nghĩ là chắc chị có bấm. Chắc chị có bấm. Và chị có bấm hay không? Dạ dạ không. Nãy giờ em cũng chọc kẹo vậy thôi chứ thật ra ảnh là đầy đủ hết tất cả những yêu cầu của chị đưa ra. Tốt nghiệp đại học, công việc làm ổn định, nhà cửa có 2-3 cái. Tuổi tác hợp lý. Chưa lập gia đình là trai tân, tại sao chị lại không nhấn nút? Em rất là ngạc nhiên. Cái lúc mà anh Huyền Linh hỏi ảnh thì anh cũng đã nói là anh đã khó tính rồi thì chắc là chị không thích khó tính vậy thôi. Dạ. Chứ cái gì chị cũng thích hết trơn. Chị có quá khắt khe bản thân mình không? Mình phải cho mình một cơ hội chứ. Thì ai cũng nói em kỹ tính với khó tính nhưng mà nó buộc nếu mà gặp một người khó tính nữa thì chắc cũng khó sống. Thôi không sao, dù sao thì em cũng chúc mừng anh chị và chào mừng anh chị đã đến với chương trình và hy vọng rằng sau chương trình này thì nhiều cái nhân duyên khác nữa sẽ đến với anh chị. Rồi xin mời. Rồi. Đâu rồi? Bên này anh ơi, bên này. Xin chào. Xin chào anh. Tôi thấy vỗ tay quá, tôi không dám mở mắt ra. Để tôi cảm nhận coi đây là chàng trai phong độ, đẹp trai, ăn mặc sang trọng. Ủa sao vậy? Hả? Mời anh ngồi. Gì vậy dạ. Linh? Ơi, ấn tượng nha. Dạ. Tóc này tóc ta gọi là tóc gì? Bơm ngựa. Bơm ngựa. Vậy đúng không? Vậy? Anh tên là gì? Em là Trần Văn Lộc. Làm nghề gì? Em làm kỹ sư xây dựng ạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 26 tuổi. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Em tên là gì? Dạ, em tên là Tuyết Nga. Nga năm nay bao nhiêu tuổi nè? Em sinh 1988. 88 là 26 luôn. Dạ. Rồi, bằng nhau. Hiện giờ Nga đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Dạ. Của công ty nào em? Dạ, công ty thủy sản. Sao xinh như vậy mà không có bạn trai hả? Dạ, tại ai cũng nói giống chị hết á. Tại xinh quá là không có bạn trai. Dạ, tại xinh quá nên ai cũng nghĩ có người yêu rồi nên không có theo đuổi nữa. À, mình theo đuổi lại người ta. Nó sợ quá, nó chạy chị ơi. Chạy cái gì? Chạy mình chận nó lại. Chạy quá kìa em. Phải giảm cân. À, mình nó mập phải không? Có đâu. Em nghe anh thấy có vẻ là tròn trịnh như vậy. Tròn trịnh không? Em thích người tròn trịnh không? Thì không vấn đề gì. Chỉ sợ cô ấy ngại khi đi cùng em thôi. Tại sao? Tại vì là cái thời gian rảnh rỗi của em ấy là em đi tập gym. Cũng thích tập gym chứ có sao đâu. Không vấn đề gì. À, em là quê ở đâu? Quê gốc của em là ở Bắc Giang ạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào Sài Gòn được 1 năm. Trước đó thì em sống ở Hà Nội. Với con người của em thế này
với cách giao tiếp thế này, với cái nghề như vậy, anh nghĩ rằng em phải rất là nhiều người yêu. Người ta thường nói mấy ông kỹ sư xây dựng á, đi đâu quen đến đó, quen hết qua này qua kia. Em đồng ý. Em có như vậy không? Em đồng ý với cái suy nghĩ đó. Thế nhưng mà thực tế với em thì nó lại ngược lại. Tại sao người ta như vậy, em lại không như vậy? Em vào mới Sài Gòn có mới một năm anh ạ. Mục tiêu phấn đấu của em trước mắt đó là ổn định công việc. Bởi vì là khi em vào đây là em không quen biết ai đây cả. Một mình bươn chải. Nhưng bây giờ em đã ổn định chưa? Dạ hiện tại em chỉ là mọi thứ đang dần dần chắc chắn. Có định lấy vợ Sài Gòn không? Sau khi mà em xem xong cái bộ phim Lấy Vợ Sài Gòn và em đã cố gắng học theo như thế. Tuyết, từ trước giờ đã có bạn trai chưa? Dạ có. Nó không có là không đúng. Mà quen đi bạn trai đã được bao lâu? Mối tình đầu tiên của em á, em thích người hàng xóm của em. Bởi vì anh đó rất là giỏi, ngoan, hiền. Ngoan với em hả? Ngoan với mọi người, lễ phép với mọi người. Tại sao chia tay? Không, cái đó đơn phương chị ơi. Ai? Mình em thích. À, mối tình có một bên thôi. Dạ. Hồi đó giờ có mối tình nào hai bên không? Có. Lúc em học du lịch á, có mối tình nhưng mà quen thì thấy là không hợp nhau nên chia tay ạ. Còn bây giờ là mục đích là tìm người yêu hay là tìm chồng? Cả hai luôn chị. Bây giờ nếu mà đến chương trình này gặp đối tượng mà cảm thấy phù hợp thì có đi đến hôn nhân liền luôn không? Cũng phải 1-2 năm đấy chứ chị. Ta còn trẻ mà 26 mà hỏi lấy liền sao thì được? Thì mình phải hỏi mới biết được chứ. Hỏi cho bên kia bạn nam từ từ lấy, không lẽ gặp lấy liền. Dạ. Đúng không em? Em thấy như thế là hợp lý. Ừ. Cần phải có thời gian tìm hiểu. Theo tìm hiểu bao nhiêu lâu thì mới lấy? Nhanh thì là 6 tháng. Còn lâu? Cái đấy hên xui rồi. 6 năm. Bên kia đã có mấy mối tình rồi, còn em trải qua mấy mối tình? Thì em chỉ có 2 mối tình. 2 mối tình ở ngoài quê Bắc Giang hay là thành phố Hồ Chí Minh? Không, ở Hà Nội anh ạ. Nhưng vào đây có quen một cô bạn nào chưa? Quen rất là nhiều, nhưng đa số toàn là quán nhậu anh ạ. Ủa tại sao quen quán nhậu? Đặc thù công việc của em nó là như vậy mà. Đi nhậu là quen, nghĩa là chưa có tìm ra được một người hợp lý với mình đúng không? Dạ vâng ạ. Quan điểm tình yêu của em như thế nào? Hạnh phúc chỉ có được khi đi từ hai phía. Hai phía, còn mình không yêu đơn phương? Dạ không, chắc chắn là không. Cho nó đỡ khổ đúng không? Em có thích người bạn trai của mình nhậu không? Bên kia nói là quen nhiều bạn nữ toàn ở quán nhậu. Nhậu vì công việc thì không sao. Em có biết nhậu không? Dạ một ít. Uống được mấy chai? Ba chai. Ba chai. Bên kia bạn trai uống tiếp khách uống nhiều nhất là mấy chai? Cũng cộng tăng 1, tăng 2 và thêm một số tăng nữa thì cỡ khoảng 1 phép trở lên. Rồi sao bây giờ hai người đi nhậu, bên đây ba chai xỉn, bên kia còn ngồi uống tới 1 phép rồi tính sao đây nha? Nhưng mà thưa chị, đó là vì công việc thôi chứ thực ra em chẳng muốn như thế. Không sao cả, nhậu vui thôi mà, nhưng đừng có nhậu nhiều. Dạ vâng. Nó hại sức khỏe ha. Dạ. Em muốn người yêu của mình phải ngoại hình thế nào và tính tình thế nào? Tiêu chuẩn người yêu của em rất là đơn giản. Cao trên 1m6, số đo 3 vòng phải có sự chênh lệch. Cái gì? 3 vòng sao? Nghĩa là vòng 1, 2 mấy, vòng 2, 7 mấy, vòng 3, 9 mấy. Em chỉ nói là có sự chênh lệch thôi. Mà chứ không phải là bằng nhau đúng không? Dạ vâng. Hồi nãy giờ tôi nghe cái gì cũng đơn giản hết á. Cao 1m6 mà đơn giản. Ba vòng phải có số đo cách biệt. Nhưng mà đơn giản cái gì? Đây, chứng đơn thôi, giản. Sao chị? Ý cũng đẹp trai. Cảm ơn chị nhiều đó. Tự tin quá, tự tin quá. Cái mẫu người của em có nghĩ rằng giống diễn viên như chị Cát Tường này kia? Hỏi tôi làm chi vậy, ta chặt tôi hả? Em nghĩ là chị Cát Tường là khá là hoàn hảo rồi. Cảm ơn em. Hôm nay em là người thứ ba khen chị. Chị thấy em rất là tự tin, rất là lanh lẹ, rất là hoạt bát. Kỹ sư xây dựng mà tiếp xúc rất là nhiều. Ông thường thường thấy mấy ông kỹ sư xây dựng nhiều ông cũng khô khan lắm chứ. Dạ. Này lanh quá, tôi nghi ngờ lắm, tôi nghi ngờ cái tính chân thành của ông khi đến cái cuộc chơi này lắm nha. Trời đất ơi, tự nhiên người ta khen qua khen lại. Ủa, đâu phải ta khen tôi là tôi phải khen lại đâu ha. Bộ này không có công bằng anh ạ. Không công bằng, đúng rồi, anh thấy cũng vậy, kỳ cục quá à. Không. Vậy tự nhiên chê ta là sao? Đâu có chê. Con người ta đàng hoàng, tự nhiên nông dân. Trời đất ơi, đẹp à nha, đẹp à, xinh à, giống diễn viên à. Này giống ai ta, để coi giống diễn viên nào đây nè. Ngô Thanh Vân á anh. À, Ngô Thanh Vân, tự em nói nha. Giống Ngô Thanh Vân đó. Còn em cảm giác em giống ai? Chưa một người nào nói em giống người Việt Nam. À, nói em giống Châu Phi hả? Có lẽ là vậy. Bởi vì là khi đi ở ngoài đường á, em hay kết hợp với một số phụ tùng phụ kiện. Phụ tùng phụ kiện là sao? Chẳng hạn như mình đội thêm một cái mũ. À. Đeo thêm một vài cái trang sức. Tức là mình không có tự tin về bản thân mình ra mình dùng trang sức xây dựng mà sao chăm chút bản thân dữ vậy? Ta hơi điều liệu chút có sao đâu. Thôi bây giờ hai người gặp nhau đi. Tôi thấy là được rồi đó. Rồi. Kéo màn lên. Cẩn thận nha. Anh thấy được. Dạ. Rất là dễ thương, quan trọng cách nhìn của em thôi. Đơn giản thôi. Ồ.
thấy tóc bùm ngừa chưa? Anh nói chuyện rất là lanh. Mà sao anh chưa có người yêu em không có tin được á? Không ai tin điều đó. Chỉ có mình anh biết là như thế được à? Chỉ có mình chị Tường biết là quá trời người yêu. Quan trọng là em có tin hay không thôi. Còn những người khác không quan trọng. Anh nghĩ anh Quỳnh Linh nói đúng. Em mới gặp anh có 2 phút mà em có biết có tin được hay không? Anh nghĩ là một cơ hội thì sẽ tốt cho cả hai. Mà em cua gái nhiều lắm nè, quen nè. Tôi nói rồi lại không chịu. Đó, em nói anh không chịu. Có một vấn đề nó hơi nhỏ ở đây. Đó là thời gian rảnh là anh hay đi shopping. Đi shopping có dắt ta đi chung không? Trước kia thì em có một mình. Nhưng bây giờ hiện tại sắp tới thì em phấn đấu sẽ là hai mình. Nhưng mà đi rồi ai ra tính tiền? Cái đấy hết tôi thì à. Chúng ta còn 30 giây nữa. Em muốn hỏi gì nữa không? Hết giờ. Trời đất ơi, tôi đang nói chuyện ngon lành hết giờ. Thì nó hết, phải hết chứ giờ sao anh? Ta sẽ có 3 khắc. Sau 3 tiếng đếm, nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Cơ hội chỉ đến một lần, duy nhất. 1 2 Có hẹn hò hay không hẹn hò chúng ta vẫn được quay vòng quay may mắn. Có giải thưởng của tôi xì bà. 3 3 Hết thời gian. Tôi tưởng đâu hai người không ai bấm ai về là chờ. Hai người cùng bấm. Hết thời gian, hai người cùng bấm. Có lẽ rằng thần giao cách cảm. Mà sao bấm chậm quá vậy em? Em bấm rất là nhiều lần nhưng có lẽ là do cái nút ấy chứ. Tại vì bấm một lần thì nút nó mới vô. Em bấm thì nó bung ra rồi. Lanh quá, còn em sao bấm chậm vậy? Em đang suy nghĩ. Nếu như lỡ mai em bấm, không bấm mà hết thời gian, em có hối hận không? Vậy là duyên chưa tới. Đúng rồi. Hay. Ai cũng nói chuyện duyên chưa tới, nhưng trong lòng đôi khi cũng hối hận. Tại sao có cơ hội mình không nắm lấy? Chúc mừng các bạn đã nắm lấy đúng cơ hội đó. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin mời bạn Nam. Xin chào. Mời anh ngồi. Hôm nay em tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một chương trình như em đó chỉ là mộ. Em có 4 bó hoa tặng anh chị. Mong chương trình càng ngày càng phát triển và đưa nhiều cái niềm vui tới cho những cặp đang FA như tụi em. Thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chị Cát Tường bên kia nhận bó hoa này, chút xíu mình sẽ trao lại chị Cát Tường ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Từ xưa giờ lần đầu tiên cầm bó hoa hồng. Cảm ơn. Gì vậy Linh? Anh xúc động quá. Khóc rồi hả? Muốn khóc luôn. Đó giờ đâu có ai tặng hoa hồng cho anh đâu. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn tên gì? Em chào chị, em xin chào quý vị khán giả. Em tên Thanh, hiện đang là nhân viên văn phòng, làm ở quận Nhất. Năm nay em 27 tuổi. Rất đặc biệt anh Linh. Ở đó giờ trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình thấy là đến là trang phục và áo dài, áo đầm, đúng không anh? Đúng rồi. Sa rê rất là nhiều, nhưng mà hôm nay bạn gái trang phục rất là đặc biệt, em thấy rất là ấn tượng. Tức là vừa kết hợp áo đầm, sa rê, quần thọ và kia. Nói chung là một phần cây chết vô mốt. Anh tên là gì? Dạ em tên là Bình. Bình. Dạ em năm nay là 30 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp là kỹ sư tàu biển. Kỹ sư tàu biển. Đơn vị công tác là công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn. Bên kia là Thanh, bên đây là Bình. Hai người kết hợp nhau. Thanh Bình. Ha. Tôi nghĩ rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhiều người đẹp. Sẽ có nhiều cơ hội để có nhiều tình yêu. Sẽ có nhiều cái sự thăng hoa. Nhưng mà anh ngồi đây thì tôi không hiểu tại sao. Dạ đúng rồi. Không phải là lần đầu tiên anh nói câu này. Rất chỉ là nhiều người. Trước tới giờ quá khứ đi học và đi thực tập đi làm, em đã có mối tình, 2 mối tình. Nhưng hoàn toàn đều dừng lại ở những cái mối tình gọi là chớm nở vụt tan. Anh có tìm ra lý do nữa không? Dạ cũng có nhiều hoàn cảnh lắm. Nhưng mà sau khi đu kết được lại, em nghĩ là em thích một cái mối tình như truyền thống thời xưa. Tức là phải có ông ơ bằng việc. Và tới chương trình này thì không phải là ngẫu nhiên mà em thấy là có hai người, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Từ cái tên và từ cái tính cách, từ cái cách sống và cái phong cách thì em nghĩ là hai thần tượng từ nhỏ của em, đặc biệt là anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn nói cái này tôi mới chú ý nè. Bây giờ họ không cần ông mai bà mối nữa. Đôi khi họ tìm hiểu qua Facebook, họ tìm hiểu qua nhắn tin, qua tất cả phương tiện truyền thông rồi. Hình như ông mai bà mối mất dần rồi đúng không? Và bạn nhắc lại tôi mới nhớ, hình ra bây giờ
bạn muốn hẹn hò làm sống lại cái giá trị truyền thống của ta ngày xưa, đúng không? Vậy là hai đứa mình cũng bắt đầu là có giá lại rồi đó. À, có giá. À, em ơi, bình thường thì ngoài cái giờ làm việc trong nơi làm việc của em thì em làm gì? Dạ, hồi cách đây mấy tháng thì em có đi học khiêu vũ. Học khiêu vũ? Dạ, em thích về nghệ thuật. Dạ, em thì biết hát chút chút. À, hát hay không? Dạ, chắc cũng được. Hát thử câu được không? Rồi, làm đi. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa, hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng ngày mai. Rồi ngày mai được rồi, tới ngày mai. Đang hay quá mà, ngày mai dừng lại. Ngày giọng mai hát rất anh là hát hay. Được không? Em hát được nhưng không hay, em làm thơ nên nó hay hơn. Làm thơ rồi, rồi cho bài thơ nghe đi. À, bài thơ này thì không có gì sướt mướt, không có gì ướt áp về chuyện tình yêu, chỉ bài thơ thực dụng. Hôm nay tôi được tới đây tham gia bàn muốn hẹn hò cùng nhau. Chào anh chị, chào trường quay, chào người bạn gái quay chung lần này. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? À, em thích người bạn trai đó, nhìn mạnh, bề ngoài thì mạnh khỏe một chút. Vạm vỡ một chút xíu, nam tính, cao khoảng cao hơn em chắc cỡ 1m7 trở lên thì đứng nhìn nó xứng. Bên đây 1m9 nè. Chị thấy em xinh như vậy, năng động như vậy mà sao không có bạn trai, sao mà ế được ha? Dạ trước đây có chứ chị, nhưng mà đại gia không hợp á, xong rồi hai bên chia tay. Chia tay bao lâu rồi em? Chắc cũng 1 năm. Bạn gái bên đó đã có cái yêu cầu về người bạn đời của mình, vậy thì theo anh thì bạn đời của anh sẽ là người như thế nào? Bạn đời thì nói chung nói là yêu cầu thì em không có yêu cầu. Em chỉ cần một người biết chia sẻ và thông cảm. Tại vì con người không phải là cỗ máy. Mọi vấn đề cuộc sống nếu mà chân thành, chân thật và chân tình tới với nhau thì con người ta có thể dung hòa. Trước khi chị nhìn mặt thì cho chị biết cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình. Em không thích người bạn trai nhìn quá mập hoặc là quá ốm. Không thích mấy bạn trai mà đầu hói. Hả? Nói lớn lên em. Đầu hói. Bên kia có hói không Linh? Hói. Dạ. Ở đây hói nửa đầu luôn. Làm sao? Rồi gì nữa em? Nhìn ăn mặc không có không biết cách ăn mặc á, không biết ăn mặc để phù hợp với mình á, mặc nhìn nó anh lăn mặc lôi thôi quá, không phù hợp. Chị nhìn em mà chị thấy em ăn mặc là có gu rồi đó. À, rồi bên kia sao đây? Giờ muốn gì bạn gái mình là có ghét cái gì không? Có không thích cái điều gì không? Dạ em nói chung gặp ban đầu á, thì em ghét nhất là người bạn gái mặc áo hai dây. Mặc áo hai dây, bên kia chắc không có dây nào á. Quá đơn giản. Rồi thôi đơn giản vậy để tôi qua tôi coi có đầu hói hay không nè. Hói cái thì khỏi coi mặt. Đầu hói không mập mà không ốm. Có thuốc trị không? Để chị nghiên cứu coi nha. Rất là lịch lãm. Đúng là hợp với người đọc thơ, đọc văn đó anh. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Đặc biệt rất là ấn tượng. Chỉ có điều đầu hói thôi. Cái gì cũng được hết trơn. Giờ cái điểm đó chị cũng không biết làm sao cứu chữa được nữa. Chị cũng bó tay rồi, thôi tùy em đi. Chào bạn. Chào anh. Ví dụ như người đó yêu chị dữ dội, bạn dữ dội luôn. Rồi bạn cũng có cái tình yêu đối với người đó. Đầu hói đâu có mắc mớ gì mà không yêu. Dạ thì đó là cái suy nghĩ của em thôi. Còn nhưng mà nếu mà tiếp xúc á, thấy bạn đó có những cái tính cách tốt hơn thì có thể là em bỏ qua. Đúng rồi, mình yêu cái tâm hồn đúng không? Yêu tính cách đâu phải yêu cái đầu. Dạ, đầu có tóc con tóc đâu quan trọng đúng không? Dạ đúng. Anh nghĩ là như vậy nha. Tại tương lai Linh cũng sắp rụng hết tóc rồi anh mới nói vậy. Thôi mình cảm nhận là một chuyện. Có tóc không có tóc không thành vấn đề. Vấn đề là ở cái nhìn đầu tiên hai bạn có trao cho nhau những cái thiện cảm, những cái tình cảm, những sự đồng cảm với nhau hay không. Rồi xin mời màn kéo lên. 2 phút để nhìn nhau và 2 phút để quyết định. Bắt đầu. Chào em. Chào. Chúng ta cùng cảnh ngộ đều là những người bốn mắt. Dạ. Em thấy sao khi người ta nói mình là bốn mắt? Em thấy bình thường anh, tại vì em thấy vướng mắt rất là nhiều mà rất là dễ thương. Công việc của anh có đòi hỏi anh thể nhậu không? Nhậu em?
Anh có hai cái mà theo ba anh nói là hơn ba. Không hút thuốc, tức là từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ anh ngậm một điếu thuốc. Và không được uống rượu, không uống được rượu chứ không phải là không được uống rượu. Còn bia thì cũng tầm tạm, có thể nói là cao đô. Tôi tưởng đâu không có rượu bia. Trước đây anh có bạn gái đúng không? Và lý do hai người chia tay là sao anh? Thì sinh viên mà em như em vậy thôi. Ai phải có cái quá khứ là cái nền tảng để mình bật lên cao hơn, xa hơn. Từ trước đến giờ có khi nào mà anh thương một người mà người đó không thương anh không? Anh không có định nghĩa về tình đơn phương em. Anh chỉ có thương một người mà người đó không thương anh, đó là trang nhật ký của anh. Hết giờ. Quá hay, không còn gì để bàn cãi. Anh muốn hai người nói nữa đó chứ. Thôi, không có gì để nói nữa cả. Hai người lý luận hay lắm. Một không. Hai ba. Hết thời gian. Bạn trai đã tặng cho bạn gái một hoa hồng. Còn anh sẽ tặng cho... Quỳ xuống cầu hôn đi. Bạn gái trong bạn muốn hẹn hò một bó hoa hồng. Em cảm ơn anh Linh. Chúc em mau có chồng. Cảm ơn anh Linh. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ, chào chị và chào tất cả các bạn khán giả. Em tên là Thoại Vy. Vy năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 23 tuổi. 23? Dạ. Giờ Vy đang làm công việc gì? Em hiện tại thì vẫn là sinh viên năm cuối. Nhưng mà ngoài công việc sinh viên ra thì em cũng có làm thêm nhiều việc tay trái. Ví dụ? Hồi trước thì có kinh doanh quán trà chanh nho nhỏ. Trà chanh chém gió. Dạ, hiện tại thì em đang lên kế hoạch kinh doanh một cái tiệm sách nhỏ nhỏ. Yeah. Rồi, đang kinh doanh, đi học nhưng mà có kinh doanh nha anh Linh. Thoại Vy, chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai bên đây, xin mời. Bên kia là Thoại Vy, đang học và yeah. Kinh doanh, bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang làm bên ngành nghề trang trí nội thất ạ. Trang trí nội thất, yeah. Tên là gì? Dạ, em tên là Vũ Văn Diệp, em năm nay 31 tuổi. Em là người ở đâu? Em là người Nam Định ạ. Thì nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở bên quận Thủ Đức ạ. Tại sao bạn đăng ký tham dự chương trình bạn muốn hẹn hò này? Người ta bảo trong tình yêu và trong hôn nhân nó phải có duyên và số. Em cũng muốn một lần tạo ra duyên số. Sở thích của bạn là gì? Sở thích của em là chơi đá banh. Thích đi chia sẻ với mọi người. Chia sẻ với mọi người, chia sẻ về vấn đề gì? Định hướng trong công việc, về kinh doanh và cả trong lĩnh vực tình yêu nhân gia đình nhé. Như vậy hả? Chia sẻ một tình yêu gia đình. Dạ, em cũng may mắn được cái tức là em được sinh ra ngoài Bắc. Và thứ hai em được hòa hợp với lại cái văn hóa của Sài Gòn. Tính của em là hay quan sát, hay phân tích. Nhưng lý do tại sao người ta mời bạn gọi là tư vấn về hôn nhân gia đình đó? Trong tình yêu bạn có nhiều trải nghiệm chưa? Em có hai mối tình rồi. Nhưng mà chia tay cách đây 10 năm. Còn lại là sau này em quen, em cũng nói chân tình là em quen nhiều. Nhưng nó chưa đến đâu bởi vì em cũng mong muốn là người mà em xác định lâu dài nó phải có một cái sự đồng hành cả về cảm xúc. Quen có hai mối tình mà đòi đi chia sẻ đi nói chuyện với người ta về tình cảm. Biết đâu nữa người ta có nhiều kinh nghiệm thì sao? Tôi 20 mối tình tôi còn chưa dám nói nữa. Đây nói nè, tôi thấy có nhiều cái hay đấy. Muốn chia sẻ được thì chúng ta trước hết phải lắng nghe được. Hay, cái này hay. Chúng ta lắng nghe và chúng ta quan sát, đó là một cái phần tất yếu để mà chia sẻ với người khác. Nhưng theo bạn, tình yêu và tình dục nó có đồng hành với nhau không? Em cho rằng nó phải đồng hành. Vậy thì tình dục trước hay là tình yêu trước? Nó phải có tình yêu thì phải có tình dục. Bạn nghĩ gì về sống thử? Em cho rằng tất cả mọi người trên 18 tuổi là có một cái sự đủ tự tin để quyết định cái hành động của mình. Thì các bạn cứ làm. Sống thử có lợi ích hay không? Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Em hay nói chuyện với các bạn, em hay ví một câu như vậy. Một đứa trẻ ngã bị gãy tay và một người trung niên ngã bị gãy tay. Thì nếu như các bạn mà đi bó bột thì người nào sẽ lành sớm nhất? Thì em cho rằng đó là một đứa trẻ. Thì nãy giờ nghe bạn Nam nói thì em cảm thấy như thế nào?
em cảm thấy bạn hơi triết lý. Thế bản thân em có đồng ý sống thử khi có người lời đề nghị không? Dạ không. Gia đình của em thì cũng còn gia giáo và chút cổ hủ, nên là những cái chuyện đó thì chắc là không thể rồi. Nhưng bây giờ nếu anh ấy, hai người quen nhau đủ độ chín mùi, yêu thương nhau rồi, 1-2 năm tìm hiểu rồi, đến khi hôn nhân thì anh ấy sợ là tình dục và tình yêu không có hòa hợp và muốn thử tình dục trước khi quyết định đám cưới, thì em nghĩ sao? Mình là con gái nha, mất thời gian tìm hiểu mấy năm rồi đó, bây giờ quyết định là cưới nhau rồi đó, yêu nhau thấm thiết rồi đó, thì em có đồng ý hay không? Dạ không. Thì em không tin tưởng vô tình yêu của mình? Dạ không, cứ cưới đi rồi mình nói chuyện tiếp. Cưới xong bây giờ, cưới xong rồi mà phát hiện nó không phù hợp thì làm sao? Dạ nếu mà vậy thì chắc là chưa đủ yêu thôi chị. Tại vì em nghĩ là trong tình yêu không có ai mà tự dưng mà hợp nhau hoàn toàn hết. Chỉ là do người đó, hai người họ biết cách hòa hợp và chị biết thấy cách em mới là chưa đủ yêu. Tại vì em yêu rồi, trước hay sau cưới cũng như nhau. Em sợ người ta xong ta chạy à? Em không tin tưởng cho bạn trai em, thì bạn trai em yêu cầu giờ thử là đám cưới đó. Nếu mà suy nghĩ giống như chị Cát Tường nói là đã yêu nhau rồi thì trước sau cũng là của nhau rồi, biết gìn giữ cho nhau. Rồi, hết hỏi được rồi. Mẫu người lý tưởng của bạn gái bên đó như thế nào? À, em thích một người cao ráo đẹp trai. Tại ba mẹ em hay chọc là con làm sao làm kiếm người nào cao cao để cải thiện nòi giống gia đình. Nhà mình từ A tới Z có size S. Chị nghĩ là em sẽ tìm được một cái người chồng ưng ý của mình, để sống mà phải hạnh phúc chứ không phải sống mà phải chịu đựng. Dạ. Có yêu cầu gì về người bạn đời của mình không? Không cần đẹp nhưng phải dễ thương và luôn luôn biết làm đẹp. Không thích gì ở người bạn đời mình? Em không thích người nào quá tính toán quá và ích kỷ quá, em không thích. Em không thích gì ở chị Cát Tường? Chị hay hỏi xoáy. Em nhìn thấy rồi. Này, hồi nãy giờ tôi hỏi xoáy nhưng mà tôi toàn hỏi lợi cho bạn không đấy nhá. Dạ. Phải nghe kỹ, bạn luôn luôn lắng nghe, bạn không thể thấu hiểu được lời của tôi. Trong cái những chương trình chị dẫn đó thì nhiều lúc chị hỏi xoáy mà lại sốc. Xoáy mà sốc. Mà nãy giờ em có bị sốc cái gì chưa? Dạ chưa chị ạ. Hy vọng là còn lại mấy phút em sẽ bị sốc. Dạ. Được, đang nói lưu loát, duyên dáng. Có cao thôi. Không chị? Không cao lắm. Cao ráo đẹp trai. Chào anh. Rất là xinh, nhưng đâu cần cao ráo, đâu cần cải thiện giống nồi gì đâu. Anh nghĩ là như vậy là được rồi đấy. Dạ. Đúng không? Em nghe rồi nha. Nghe chưa? Anh lính này. Nói chơi thôi, chúng ta sẽ gặp nhau nha. Màn kéo lên. Bắt đầu. Trời, chào em. Chào anh. Thứ nhất, anh thích cái cá tính của em. Dạ. Cái thứ hai là em là đam mê về kinh doanh, thì đó cũng dạ. là cái lĩnh vực mà anh rất là đam mê. Dạ. Theo như quan sát của em cũng khá bắt mắt. Bởi vì anh cũng thích về thời trang nên anh cho rằng cái cách phối màu của em tương đối tuyệt vời. Dạ. Nghe anh nói nhiều về dục sống thử em cũng hơi sợ. Cũng bình thường thôi em, bởi vì thực chất ra mà nói, quan điểm của anh cũng hơi thoáng. Anh có một cái quan điểm như vậy này. Ai cũng phải trải qua một hai mối tình về đến dẫn cách thôi. Dạ. Và tất cả mọi người khi mà gần gũi người yêu của mình đều có ham muốn. Và cái chuyện xảy ra kia thì cái đó mình không nói trước được. Dạ. Cho nên là anh cũng có tư tưởng khá thoáng. Anh quan trọng nhất là con người hiện tại và tương lai. Dạ. Ai cũng có một quá khứ. Và cái chuyện đó, anh cho rằng đó là kỷ niệm. Ha? Uống cà phê. Có. Tụi em mà uống cà phê là tụi em sẽ mời hai anh chị đi chung. Hai anh chị đi uống cà phê để hai em tâm sự. À vậy đó. Anh đang ở Thủ Đức hả? Đúng rồi, anh ở Thủ Đức. Vậy. Cũng gần, chắc cũng gần. Em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, Gò Vấp dạ. ở đường nào em? Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ, nhiều quán cà phê đẹp lắm. Rành quá. Đặc biệt anh có đam mê về cà phê và thời trang. Rồi, còn gì nữa? Hết giờ. Rồi, tôi muốn nói lắm mà tôi cứ giật cái miệng qua. Tôi không có nghĩ được đâu. Tại vì đáp trả tôi không nói được một lời nào. Hai bạn nói chuyện rất hay. Hai bạn nói chuyện có vẻ hợp đấy. Dạ. Nhưng mà tôi không có thích cái chữ là bên ngoài cái trang nghĩa bên tương đối tuyệt vời là tôi không đồng ý. Đã tuyệt vời là không có tương đối. Còn nếu tương đối thì chỉ dùng là tương đối đẹp. Đấy. Còn tuyệt vời là không có tương đối, ok? Dạ ok, em cảm thấy cái độ xoáy. Tôi không có nhảy vô được, tại vì tôi không có muốn là chiếm cái thời gian của hai bạn. Dạ, tôi để tôi ghim nãy giờ. Nút bấm. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Cảm nhận được độ xoáy và sốc chưa? Rồi, em cảm nhận được rồi.
2 3 Hết giờ. Bạn nữ tại sao bạn lại bấm chậm như vậy? Chắc cũng phải suy nghĩ xíu chứ anh, cho em chút thời gian. Nhưng mà ngay những cái giây phút gặp gỡ nhau đầu tiên 2 phút đó, bạn cảm nhận gì ở bạn trai này? Dạ em cảm thấy có vẻ là một người bạn trai chững chạc, có thể biết cách quan tâm cho mình hơn. Nhưng mà em là lập trường không có kiên định, em không có thích lùng lùng đúng không? Hồi nãy ngồi em không thấy rõ. Chiều cao của người đàn ông tính từ đỉnh đầu đến bầu trời đấy. Nói ra thôi, nói ra câu sau nhá, là nói tóm lại thời buổi bây giờ là tao nói cái gì cũng tiến bộ, dạ, dinh dưỡng cũng đầy đủ, đúng rồi, về tốn tiền mua sữa em con đồng ý uống với chị đấy, dạ. Đó uống là nó sẽ cao lên. En Faro nha anh.